bạn muốn thật nhiều kim cương và giúp với giá cực rẻ, hãy đến ngay với shop lqt.com. Shop có rất nhiều vòng quay hấp dẫn với tỷ lệ trúng cực cao. Ngoài ra shop có 4 loại Arcanum tỷ lệ trúng cực cao và Arcfire đang giảm 50%. Còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay với shop lqt.com để nhận thật nhiều kim cương và giúp nhé. Hãy kể tên một con đoàn chuyên môn bán nước hoa với những cái má tét vô bổ và những thằng đéo có trình. Nước hoa thì như dầu gió. Một màu luôn hồi nãy với bạn ấy, cứ cái màu này nữa. Sang ủa tham cơ lúc tham gia dịp nội, chú bảy có tham gia dịp nội. Ông trời sao thế, trở lại người như con lại ế. Câu ơ con chưa có, mà gió đông nay đã về. Anh, chia tay đây, tớ có người yêu mới rồi. Thì em chia tay nó đây, mắc gì chia tay anh, thằng kia cút mày. Tôi chạy lên đứng không? Đó, không đứng nữa. Đó, tôi chạy xuống đây. Tôi chạy xuống tới đốt đầu của địch. Đó. Đó, tới đốt đầu địch không có gì hết trơn á. Thế là chạy lên. Đó. Chạy qua đây tôi bập được. Đó, sáng dậy tôi không ổn, tôi chạy qua đồng đội. Rồi, chạy qua đồng đội cái mừng anh tôi mới bắn địch. Tôi bỏ cái má này lên. Đó, tôi chạy qua đây. Cái khúc mùa này mọi người, cắt nè mọi người. Lúc này tôi bước mất. Nó, ha mọi người thấy nào đó lát cả đó. Nó lát một hồi sao cái đầu tem tin đời nó bắn xuống. Tôi làm nước hít, tôi mua đàn hồi bia. Nó tôi mua không nhắm. À, Úc tôi nói bán là có địch chị hai ơi. Nó tôi bắn quá trời bắn luôn mà không chết. Nó cái thằng cái lát mà ngọng với tôi nè, nó cứu tôi. Nó có rất là lúc rất là lát luôn mọi người, cứu hai lần luôn. Đó, đúng không? Nó đúng không mang kiểu sao không phải đặt con keo rồi nó cũng bắt được bình thường. Nó cứ chạy vô đây win team lên chết luôn. Nó bà nội bầu trời đêm luôn là những lúc mà anh có thể thả hồn vào bài nhạc không màu hạnh phúc, gói nỗi buồn một cách gọn gàng để cất thật sâu vào trong đáy tủ. Ngày em đi, cõi lòng anh như tuyết bao phủ. Có người nói nụ cười của anh mang thù hận của thứ vô cảm. Anh mất chứa bao điều tâm sự đã từ lâu chưa ai thấu hiểu. Bao người nói sao anh không bước thử một lần nhìn về phía trước, tìm hạnh phúc cho riêng về mình thay vì khóc cho chuyện tình mình. Có lẽ nước mắt cũng không thể nào nói hết tất cả được lòng anh. Mọi chuyện bây giờ có lẽ chỉ gói gọn một chút, thầm mong để
trong vùng ký ức, anh phải tập sống tiếp chuỗi ngày dài dù cho thâm tâm chưa từng muốn và quên đi hết những nỗi đau. Đó là việc khó nhất anh từng làm. Nếu như một ngày có thể quay lại, anh hứa sẽ nắm chặt tay em. Nếu như một ngày có thể nhìn lại, hai ta sẽ không như hiện tại. Chẳng còn năm ấy người vội vàng quay bước, để lại tôi chết lặng giữa bầu trời. Nỗi đau ấy như vỡ từng mảnh gương. Free Fire, flexing là phải cháy và gáy là phải kết. Get lên. Từ nhỏ hiểu rõ mình đẹp trai, mấy chị gái cứ gạ mình hoài. Chờ tới cái lúc mình như ma thì mấy chị lại đi mất rồi. Nghĩ tới lúc ấy mình sao ngu, sao lúc đó không gạ luôn trời. Và chờ tới giờ để làm cái gì khi mà bây giờ chị có chồng rồi, tiếc thật sự. Quan trọng hay không không quan trọng, quan trọng là có quan trọng hay không. Anh đã say đắm trong nơi đâu và muốn tỏ ra là mình ngầu. Không muốn em rơi vào sâu, hãy cùng em vào ngủ đêm thâu. Khổ lắm thế này, con mẹ nó ở với đích rồi bây giờ biết phải làm sao. Tông vào giặt lói, tông vào giặt lói, tông vào giặt lói. Thì từ cái ngày mà tôi bước vào con đường chơi game á, thì tôi cũng nói thiệt với anh em luôn, tôi hay buồn lắm anh em à. Còn anh em thì sao? Nhấp trên, nhấp dưới, trên sướng dưới đau. Rút ra, chạy mau. Cô có 10 giây suy nghĩ. Đâu là cái gì, là làm cái đấy đấy, làm cô còn 7 giây sao làm cái lần đầu mà bây giờ không lẽ nói hẳn ra thì nó bị vô duyên. Cô cứ nói bình thường thôi, tôi thấy bình thường mà. Thì làm cái mà em hay muốn làm với thầy đấy. Cô cũng thích làm cái đó hả? Nếu mà vậy thì không ngờ rảnh tụi mình làm nha. Ok, bây giờ rảnh thì làm luôn đi. Không được, bây giờ nắng quá. Liên quan gì? Cá nó không có nhiều, đi câu mà. Bắn hay súng đẹp em không có, vậy tìm đâu ra người yêu mình? Người yêu như đã thương một người là mình.
ngồi lại cùng chút mình đi. Một mà lại cánh trên vai, theo anh đi tìm lại một phút yên bình. Mong rằng ngày em vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm. Nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm cùng thế gian. Nguyên tắc cơ bản của bạn thân là không đụng lại người yêu cũ của nhau. Một khi mà đã là bạn thân thì làm khéo có chuyện chị em chồng chị em xin. Phải, flexing là phải cháy và gáy là phải kết. Kết lên. Hương hương phái hương hồng, anh thích hương thơm. Tay trái em mèo, tay phải đưa lên hai trái trong trần. Hương nghe hương nghe hương nghe hương à, hương nghe hương nghe hương à.